Việt sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm máy quét mã vạch 2D 1452G không dây của hãng Honeywell. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với tất cả các nhu cầu sản xuất và bán lẻ. Máy 1452G không dây của hãng Honeywell, thiết kế dạng cầm tay đứng, dễ dàng sử dụng, chất liệu nhựa chắc chắn, độ bền cao, phù hợp với nhiều loại môi trường khác nhau, khả năng chịu va đập ở độ cao 1,5m. Tính năng của máy: kết nối không dây thông qua Bluetooth, phạm vi hoạt động từ 10-15m. Rồi, sau đây Việt sẽ tiến hành quét thử demo của máy quét 1452G. Thì ở đây Việt đã có bản mã vạch mẫu demo ha. Giờ Việt sẽ tiến hành quét. Khả năng đọc tốt hai loại mã vạch 1D và 2D trên sản phẩm và trên cả màn hình điện tử. Quét nhanh, công nghệ quét chụp hình ảnh, mã vạch và xử lý. Nhu cầu sử dụng máy phù hợp với các nhu cầu quét mã vạch 1D và 2D trong bán lẻ và sản xuất. Rồi, ngoài ra thì máy quét 1452G còn có thể quét được các mã vạch trên màn hình điện tử. Đây là mã vạch 1D ha, đây là mã vạch 2D. Đây, như vậy là Việt sẽ đã hoàn thành cái quá trình demo cái máy quét của 452G thành công. Chúng ta có thể thấy được là máy quét hoạt động tốt tất cả các mã vạch trên giấy và cả trên màn hình điện tử. Chúng ta kết thúc demo ở đây. Như vậy vừa rồi Việt đã giới thiệu cho mọi người dòng máy quét mã vạch 2D không dây 1452G của hãng Honeywell. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm này, hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link bên dưới của video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người ở các video sau.